Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cái cách để chúng ta chữa cho chó bị tiêu chảy. Tôi đã hướng dẫn tập 1 và tập 2 rồi, nhưng mà bởi vì là nhiều người hỏi quá về cái việc mà chó bị tiêu chảy ra máu thì chữa như thế nào. Thực sự thì chó bị tiêu chảy ra máu chữa sẽ khó hơn rất nhiều so với chuyện mà chó nó bị tiêu chảy bình thường. Có mấy loại thuốc có thể chúng ta mua ở hiệu thuốc thú y cũng được, nhưng mà quan trọng nhất là đừng mua phải thuốc giả. Nếu mà chúng ta mua thuốc giả thì chữa chó nó không được. Có mấy hôm chó tiêu chảy mà chữa không ra máu mà chữa không cẩn thận là chó bị chết đó. Cho nên là bây giờ tôi có một con chó luôn, nó đang bị tiêu chảy do nó ăn phải phân của chó con. Mình cho chó con tập ăn thì nó ăn phải cái đó thì nó bẩn, cho nên nó bị tiêu chảy. Thì bây giờ cần phải chữa dứt điểm, nên là tôi dùng hai loại thuốc, một là gentamicin, hai nữa là vitamin C. Lát nữa tôi sẽ quay cụ thể cái đó để chúng ta coi, để chúng ta xem liều lượng các thứ, tôi sẽ hướng dẫn luôn để chúng ta xem, để chúng ta chữa. Trong quá trình chữa nếu mà có cái gì cần hỏi thì chúng ta cứ hỏi comment bình luận ở dưới các video thì tôi sẽ trả lời. Bây giờ thì cứ giữ nguyên máy như thế. Bây giờ tôi sẽ cầm xuống để hướng dẫn tiếp luôn cho chúng ta xem. Đây là tôi vừa mới đi mua một đống bơm kim tiêm về luôn. Thì đôi khi thực ra có đôi lúc mình đi tiêm, mình bảo nhân viên đi mua thuốc, mình bận mình không đi được, thì nhân viên nó lại mua một mớ thuốc mà lại không có xà ranh. Cái này là gentamicin này. Cái này là gentamicin nhá, thì nó dễ thôi. Chúng ta chả cần đọc thuộc tên đâu, chúng ta chỉ cần nói là gentamicin ra hiệu thuốc Tây á, hiệu thuốc của người chúng ta bảo bán cho cái phác đồ điều trị của nó là khoảng 3 lọ. Đây là tôi mua cho thừa, tôi mua 5 lọ luôn. Khoảng 3 lọ là khỏi thôi. 3 lọ gentamicin này này. Còn cái này nó là vitamin C, gì mở giúp cháu cái luôn. Nó là vitamin C. Cứ phá luận được, mở thế nào cũng được. Cái vitamin C này ấy, thì nó hơi bị dở cái là người ta bán, người ta bắt mình mua cả hộp này, người ta không bán riêng. Mà cái này thì mua cả hộp này về mình dùng không hết, bởi vì vitamin C này thực ra mình chỉ cần dùng có hai lọ này là thoải mái này. Nói chung hạ 2-3 lọ thôi mà thì nó rẻ. Cái này hết có gentamicin này hết có 10.000. Nhưng mà cái vitamin C này các ông ấy bắt mình mua mất 130.000, nó hơi bị oan, về dùng không hết. Nhưng mà đành phải mua. Còn nếu mà chúng ta gọi bác sĩ thì nó tiêm một mũi, nói chung bác sĩ người ta tiêm được thôi. Nhưng mà bác sĩ thì người ta có thể người ta sẽ tiêm thuốc khác. Hôm trước tôi ra Hà Nội có cậu em bị chó bị tiêu chảy mà cậu bác sĩ trẻ trẻ tiêm mấy ngày mà không khỏi. Tôi bảo sao không tiêm gentamicin. Cậu bảo tiêm rồi mà không khỏi. Tôi chả hiểu cậu tiêm kiểu gì, nhưng mà tôi đảm bảo tôi tiêm 3 mũi là khỏi. Tôi tiêm nhiều con lắm mà, 3 mũi là khỏi. Rồi bây giờ tôi sẽ bắt đầu tiêm. Bây giờ tôi nói thêm tí nữa là cái việc mà tôi hướng dẫn quý vị và các bạn bằng cái lá lực vàng và lá mơ lông với cả cái thuốc Beclaryn á, là chúng ta chỉ chữa được cái bệnh tiêu chảy thông thường thôi, chứ còn tiêu chảy ra máu thì đừng có chữa mấy cái đó nữa. Đây, mấy người cứ hỏi lá lục vàng ở đâu, lá lục vàng đây. Cái lá lục vàng nó như thế này thôi, cái cây nó như này, cái này cũng do vặt chữa cho chó nên nó bị trụi này, chứ nó nhiều lá lắm. Vặt chữa cho chó thành nó hơi bị trụi. Đó, còn lá mơ lông thì người ta bán ở ngoài chợ nhiều mà cũng dễ trồng. Cái lục vàng này các cái hiệu thuốc nhiều lắm. À quên, xin lỗi, cái lục vàng này người ta bán ở chỗ cây cảnh á, cái chỗ trồng cây cảnh á. Ba cái đó thì chữa rất hiệu quả, dứt điểm ngay, nhưng mà chỉ là tiêu chảy thông thường. Chứ còn tiêu chảy ra máu mà chúng ta chữa cái đó thì không được đâu. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn quý vị nhé. Bây giờ chúng ta sẽ lấy, đừng có lắc máy gì, đừng có lắc. Lắc thế người ta không xem được đâu. Đây thì gì lùi tay ra nó. Bây giờ cái kim tiêm này thì như nhiều lần tôi đã hướng dẫn quý vị rồi là chúng ta không nên dùng cái kim này. Nói chung là nhiều người họ vẫn dùng, nhưng mà tôi không thích dùng cái này bởi vì nó yếu oặt, rồi mình châm nó ghê lắm, mình sợ nó gãy trong con chó, với cả mình hút thuốc nó cũng khó nữa. Mình lấy cái kim này này, kim này chỉ 1.000 bạc một cái thôi, nó không có gì đắt cả. Chúng ta lấy cái kim này chúng ta dùng cho nó an toàn.
đang mắc cái máy quay nên là lấy hơi khó tí. Đi chơi xa xa cho cháu làm đừng có gần tay cháu quá. Nhưng ngồi bên đó chứ quay sang được mà. Ngồi thì cái thằng mình nhìn đi xuyên cho nó yên. Bây giờ chúng ta lấy này xong rồi bắt đầu chúng ta sẽ lấy cái gentamicin này là 1C. Gì lắc nhỉ? Đây bây giờ cái này thì chúng ta lấy cái lọ này nó là 2cc thì chúng ta lấy 1cc. Chúng ta lấy 1cc này. 1cc nó là hút đến đây 1cc. Này. Hút một nửa nó, này là nó hơi quá một nửa một tí. Cái lọ này nó là 5cc. Cái lọ vitamin C này nó 5cc thì chúng ta lấy một nửa của cái lọ này. Này nó có bị thừa một ít cái oxy ở đây thì chúng ta phải đẩy cái oxy này cho nó lên đi. Đó. Như vậy là ok rồi, xong thuốc rồi, bây giờ là chúng ta sẽ tiêm. Dì dắt đi Lan đâu cháu, dì dắt ra xong rồi dì lại cầm máy quay hơi ở nhà. Này chúng ta tiêm một mũi là có thể nó đã khỏi rồi, nếu mà chúng ta thấy cần thiết thì chúng ta mới tiêm thêm nữa. Đang quay phim mà nó đang quay này. Nếu mà trong cái tạm dừng à. Cái này nó chạy, cái này là nó đang quay. Đó, nó đang chạy. Thấy cái mũi con nó nhảy đó. Không, nó đỏ nhảy nó chạy. Cái số cái đó. Đây thì cứ giữ đây. Tiêm thì chúng ta tiêm ở dưới da, chúng ta không nên tiêm ở các khu vực khác, chúng ta tiêm ở dưới da thì sẽ đảm bảo an toàn cho nó hơn. Đấy, như vậy là tôi đã đi chỉ cắt mấy cái đế kim rồi đấy. Như vậy là tôi đã hướng dẫn quý vị và các bạn xong cái cách để chúng ta tiêm cho chó nhanh khỏe, nhanh khỏi bệnh. Nếu mà có các bạn bây giờ cái kim này chưa thì đắt đi. Nếu mà quý vị các bạn cần hỏi gì thì chúng ta cứ comment bình luận, chúng ta hỏi thêm tôi sẽ hướng dẫn tiếp. Cái kim này gì dắt vào cái không nó đâm vào tay này thực dạ không nhờ dạ cái kim này dắt vào này dắt. Ăn hết đó, mấy cái quăng được cả canh kim luôn, hai canh đi quăng luôn. Cái này thì có thể để lại, còn cái này vứt đi. Cái này thì để lại để mình tiêm nốt cho nó khỏi. Vứt đi nhé, thảo đã thảo dắt vào trong cái. Chờ tí. Tôi nói thêm là nếu mà nó chưa nặng á, chúng ta thấy nó đi ngoài một cách bình thường, không đi ra máu thì chúng ta không nên tiêm kháng sinh đâu. Kháng sinh là bất đắc dĩ chúng ta mới phải tiêm thôi. Chúng ta chỉ nên tiêm kháng sinh khi mà... Hai, Milan, ghê, ăn cái gì ấy? Chúng ta chỉ tiêm khi mà chúng ta không thấy nó đỡ, chứ còn nếu bình thường được thì chúng ta nên dùng lá lực vàng hay là lá mơ lông hay thuốc Beparin á. Beparin thì cứ chó lớn này chúng ta cho uống 8 viên.
là nó khỏi. Đây là trường hợp nó nặng, nó đi đông máu thì mới phải dùng kháng sinh thôi. Chứ còn không thì chúng ta không cần thiết phải dùng kháng sinh đâu. Lúc nãy có người hỏi về chữa phân xanh, phân trắng cho gà. Cái đấy tôi sẽ làm một cái video riêng, bởi vì một lúc nhiều người hỏi quá không đáp ứng được yêu cầu của mọi người hết cùng một lúc. Còn hôm trước có người hỏi cái thuốc tiêm phòng 7 bệnh ấy, thì giá của nó hiện tại là nó khoảng 85.000 một liều, hai loại. Thế còn cái thuốc này lúc nãy tôi đã nói rồi, chúng ta mua ở hiệu thuốc Tây của người. Còn nếu mà mua ở hiệu thuốc thú y thì họ sẽ bán loại thuốc khác. Đấy, cũng được, thuốc thú y nếu mà bị nhẹ thì chúng ta tiêm thuốc thú y nó cũng khỏi đó. Nhưng nếu mà nó bị nặng thì chúng ta phải dùng đến cái gentamicin với cả vitamin C này thì mới khỏi được. Đi vứt cả hai cái luôn hả? Cái kim không bỏ vào đây mà vứt này. Kim. Không, lông rồi này, vô này, rồi. Bỏ vào cái này này, bỏ vào cái này khỏi nó đâm vào tay mình. Không, mình lông rồi vô được rồi. Dạ, dạ, đó, cẩn thận, có cái kim nữa thôi. Không bỏ được, nếu mà không ấy được thì tháo nó ra, cẩn thận. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Hãy đăng ký kênh để theo dõi miễn phí nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau, cũng như ủng hộ nhóm chúng tôi để chúng tôi có động lực làm nhiều video chất lượng và hấp dẫn cho quý vị cùng xem. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Milan ở đây nào, Milan. À, chào khán giả nào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Chào tạm biệt quý vị và các bạn.